2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter. Jetzt wird abgefuckt, Mann. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sổ báo giảng tự động 100% luôn các bạn ạ. Mình có tải được ở trên mạng từ một cái đường link nào đó và mình thấy sổ báo giảng này tự động 100%, cực kỳ hữu ích luôn và sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái sổ báo giảng ở theo cái đường link của mình thì nó chỉ tự động ở mức là các bạn sẽ phải nhập số tiết. Còn sổ báo giảng này thì tiện ích hơn rất nhiều. Thứ nhất là trên cùng một tờ file thì có đầy đủ luôn này, cả buổi sáng cả buổi chiều, như vậy là tiết kiệm giấy in. Thứ hai là tự động lên lịch báo giảng, có nghĩa là khi chuyển sang tuần thứ hai thì mặc định cái tiết cuối cùng ở tuần thứ nhất thì không phải tiết cuối cùng mà tự động sang tuần thứ hai thì các tiết được lên báo giảng sẽ tự động nhảy. Ví dụ như toán là tiết 4 thì sang tuần bên kia sẽ là 5, 6, 7, 8, xong rồi sang kia 7, 8, 9, 10, có nghĩa là tự động lên luôn. Đó là lý do vì sao mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Để thao tác được cái phần mềm Excel này thì mình phải có một số các thao tác như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải lên thời khóa biểu đã. Ví dụ như thời khóa biểu ở đây, sáng chiều rất là rõ đúng không các bạn? Nói chung là các data thì mình sẽ làm mới thôi. Ví dụ như sáng mình muốn mở một cái file cũ ra, mình muốn mở một cái file sổ báo giảng của mình ra, mình lấy lại thông tin. Đây, sổ báo giảng. Rồi, mình sẽ chép thời khóa biểu vào. Ví dụ như là lớp 7, à 5 này, môn đại số này, số học lớp 6A3 đi, môn số học này. Không biết số học có chưa nhỉ? Hình như trong phân phối thì mình chưa ghi môn số học được phải. Mình cứ để lại số nhé. Do cái phép này thì mình hay dùng cái của mình hơn là mình dùng cái đao trên mạng. Cái này cũng tiện 100% nhưng mà nhiều lúc mình cũng không biết được là kiểm soát như thế nào. Thế nên là mình lựa chọn của mình là mình sẽ dùng cái của mình. Mình không dùng cái đao trên mạng, nhưng mà cái đao trên mạng này mình đã thử dùng rồi. Rất là hay. Mình quên không lưu thôi. Bên đây mình để 6A3 này. Lựa chọn rất là, có nghĩa là giao diện rất là đẹp các bạn. Giao diện rất là đẹp. 9A4 này. Đại số này. Đây là hình học này. 7A5 này. Hình học này. Được chưa? Có lẽ là mình sẽ chỉ lên vài tiết như thế thôi nhá. Từ 6 ví dụ như là 7A5 này. 5. Mình lên vài tiết buổi sáng với buổi chiều để cho các bạn xem thôi, được không? Đây sinh hoạt. Thôi đây không có sinh hoạt. Tiết sinh hoạt thôi nhá. Ok chưa? Lưu thời khóa biểu này. Lưu thời khóa biểu áp dụng từ tuần thứ nhất, đồng ý, bởi vì mình áp dụng từ tuần thứ nhất mà. Nếu đến tuần thứ 5 các bạn đổi thì các bạn lại lưu lại. Tuần thứ 10 các bạn đổi lại, các bạn lưu lại thôi. Giao diện cực kỳ trực quan. Theo mình thấy là rất hay. Đóng. Ok. Như vậy là bắt đầu từ tuần thứ nhất rồi. Rồi. Thì bây giờ các thông tin trên này thì mình sẽ phải xóa đi đúng không? Rồi. Bây giờ tiếp tục. Sau khi nhập được thời khóa biểu rồi thì chúng ta cần phải điều chỉnh phân phối chương trình. Đây phân phối chương trình đây các bạn. Phân phối chương trình thì đây là phân phối chương trình môn tin học. Thì chúng ta sẽ phải tìm cái phân phối chương trình của môn môn toán đây, đại số đây. Thì cái phân phối chương trình này thì nó chưa giống với cả phân phối chương trình của mình lắm. Nhưng mình thử thôi. Cũng có rất nhiều môn mà chúng ta có thể điền thêm. Đấy, chúng ta copy và điền thêm nha. Copy điền thêm rất đơn giản thôi. Theo mình là như vậy. Ok, mình đóng lại này. Rồi, thế bây giờ mình thử lên lịch báo giảng nhé. Lên lịch báo giảng. Đó, các bạn thấy nhanh không? Cực nhanh luôn. Buổi sáng, buổi chiều. Tuyệt vời chưa các bạn? Ví dụ như sang tuần thứ 2 nhé, sang tuần sau tuần 2.
chúng ta muốn lên lịch báo ra, ấn lên lịch báo ra. Đấy. Phần mềm tự động đọc và ghi luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Và có tính nước độ trễ. Tại sao? Trễ một đây. Đó. Trễ một. Được chưa nào? Các bạn thấy thế nào? Đúng không? Rất ổn đúng không? Như vậy là tính được cả độ trễ để mình có thể phân phối chương trình hợp lý. Đương nhiên thì mình sẽ phải điều chỉnh thêm. Và lịch báo giảng này theo mình nghĩ là tiện 100%. Sử dụng cực kỳ tiện luôn, kể cả đổi hủy báo giảng như này, chuyển buổi rất hay, thao tác cực kỳ đơn giản. Đó. Thế thì hy vọng là các bạn sẽ thích cái phần mềm báo giảng này, đúng không? Đó. Đương nhiên là cái thời gian thì chúng ta cần phải đổi một tí. Sorry. Chúng ta cần phải đổi là phải là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày đầu tiên của tuần này là ngày 6 tháng 9 năm 2021 đúng không? 9 tháng 6 năm 2021. Đó. Các bạn thấy hay chưa? Mà các bạn chọn lịch tuần. Lịch tuần đấy, 37 tuần, ok chưa? Rất hay đúng không? Thời gian dạy, điều chỉnh tiết, thiết lập đấy cũng có thể áp dụng được, kiểu như là mình nghỉ Tết ý, mình nghỉ dài quá mình có thể ngắt ra một tuần, đang dịch Covid thế này mình sẽ ngắt ra các tuần đó đúng không? Rất đẹp, được chưa nào? Thiết lập tùy chọn thì cũng có nhiều cửa lắm các bạn, có trung học cơ sở và trung học phổ thông này. In cỡ A5 theo từng buổi cũng được, mà in A4 cũng được. Quản lý tự động lên lịch cho tuần đang chọn luôn, không cần phải làm gì nữa. Đấy. Được chưa nào? Rất đẹp đúng không? Được rồi. Thế thì sau khi mình đã hướng dẫn như vậy rồi, thì các bạn nếu thích thì hãy comment và chia sẻ nhé. Ok, đến đây thì kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.